Thưa quý vị và các bạn, vào dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, tình trạng tàng trữ sử dụng pháo nổ lại gia tăng. Người thì muốn sở hữu những quả pháo nổ để đốt trong dịp Tết, người lại ham lợi nhuận trong việc buôn bán pháo. Nhưng họ lại không biết rằng hành vi này là vi phạm pháp luật, chế tài xử lý rất nặng theo Điều 191 Bộ Luật Hình sự. Đây là đối tượng Hà Văn Khang, sinh năm 1997, trú tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Trong quá trình trinh sát, Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện và bắt giữ đối tượng này khi đang thực hiện hành vi buôn bán gần 10 kg pháo nổ. Tại cơ quan điều tra, Khang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thông qua mạng thì em có người giới thiệu bán pháo cho em. Thì về cái dịp Tết này thì em cũng có muốn kiếm một ít tiền về Tết thì em có lấy về bán. Ăn năn là tâm lý chung của những người đã vướng vào vòng lao lý. Thế nhưng ở sự việc này, nếu Khang nhận thức được hành vi của mình sẽ bị xử phạt nặng thì có lẽ sẽ không đánh đổi cuộc đời chỉ để lấy vài triệu đồng tiền lãi. Đối với các cái hành vi mà vận chuyển trái phép về hàng cấm, mà cụ thể đây là pháo nổ, đối với khung hình phạt của hai đối tượng này thì bộ luật quy định có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Cũng giống như Khang, Lâm Ngọc Đồng sinh năm 1998, trú tại xã Công Bình, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, cũng không ý thức được hành vi của mình khi nhận 100.000 đồng để vận chuyển 9,1 kg pháo cho Khang. Đồng và Khang đã phải trả giá rất đắt cho hành động của mình. Cái hành vi phạm tội mà khung hình phạt rất cao, rất nặng. Thế sau đấy thì sau khi mà bị phát hiện bắt giữ thì lúc đấy thì mới hiểu được vấn đề. Thế trong cái này thì tôi cũng xin khuyến cáo với những người dân, đầu tiên là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần tự giác và chấp hành ý thức chấp hành pháp luật, và hai nữa là tuyên truyền vận động gia đình và người thân làm sao là chấp hành tốt các cái quy định của pháp luật.